Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV đang hot nhất thị trường tại thời điểm này quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson. Đây chính là chiếc xe Hyundai Tucson sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và số tự động máy dầu ạ. Xe được trang bị động cơ 2.0 máy dầu, động cơ diesel đấy các bạn nhé. Tại sao tôi lại nói hot nhất thời điểm hiện nay? Tại vì bây giờ xăng tăng giá cho nên những chiếc xe Hyundai Tucson này, Hyundai Santa Fe máy dầu rất là hot. Hơn nữa là trong hãng đang không có xe giao ngay, phải ký chờ và phải cộng thêm tiền từ 100 đến 150 triệu đồng thì chúng ta mới có thể lấy được xe mới. Cho nên là những chiếc xe cũ tại thời điểm này cũng đang rất là ít nhé, đặc biệt là chiếc xe máy dầu. Và đây là cái phiên bản là bản full máy dầu nhé. Bản full là xe đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ, tát tốp, cửa nóc to, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cốp điện, đèn pha, đèn led các thứ, là bản full là đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này là sản xuất năm 2018, đăng ký cuối năm 2018, chiếc xe đã lăn bánh được 5.7 km rồi. Với cái đồng hồ công tơ mét 5.7 này, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn nhé, cam kết không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng và tại hãng các bạn nhé. Sản xuất năm 2018 mà chạy có 5.7 thôi. Và cái dàn lốp Michelin này là chủ xe vừa mới thay mới xong, thay cả dàn, mới cả dàn, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cam kết về chất lượng các bạn, chúng tôi cam kết về chất lượng, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và đồng hồ cũng phải là đồng hồ chuẩn, cam kết luôn các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 845 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu bản full 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội nè. Mời quý vị và các bạn